Con MTech 99 lưỡi 500 thì nó sẽ là có những chức năng như sau. Cắt được bản phào là bản đặt nằm nè. Kẹp chống văng nè là bản 18. À, phào đặt nằm nè, cánh thì được lên đến 30 nè. Con này hơn 09S lưỡi 500 ở chỗ là hai mặt của nó bằng thép. Mặt trước nè, bằng thép đặc nè, rất là dày. Và đằng sau, cái mặt đằng sau này có tác dụng là đỡ đầu, đỡ cái đầu bầu máy này, bằng thép này. Anh để ý nhá, thép rất là to. Đây bằng thép, hai bên bằng thép hết. Hôm qua em có nói qua với chị đấy. Đây bằng thép hết này. Dây của nó là dây vuông khác với dây tròn ở chỗ là nó có hệ thống bi, bi vuông bảo vệ mặt nhôm và bụi bẩn. Đây là, đây là một cái lớp bảo vệ này. Dây tròn nó sẽ có hệ thống bảo vệ kém hơn. Đấy, và đây là thép đặc này. Con lót một lớp ở dưới này. Chuyển góc thì 3 góc, 45, 90, 135. Đây, bê tông chuyển góc đây. Tất cả phần cơ khí rất chắc chắn. Đây là cái xích bảo vệ dây hơi và dây điện. Đây. Bệ to. Bệ khoảng cách giữa hai cái này to gần 60. Đây là giá đỡ dài. Khi anh cắt những cái nhôm dài không phải giữ. Hai giá đỡ đằng sau. Bê tông kẹp chống văng. Khi anh cắt DC mỏng hay là những cái nhôm vắt cạnh, nhôm mỏng hay là nó giữ DC luôn, không bị văng. Đây là bản điều khiển. Tự động, hai đầu hoạt động độc lập với nhau. 45, 90, 135 hoạt động độc lập với nhau. Đấy. Cắt 3 góc, 45, 90, 135. Bơm dầu thông minh, kiểm soát lượng dầu là mát. Ở hệ thống điện, DLC hàng loại 1 Trung Quốc. Có bộ ổn định nguồn. Đánh số rất chắc chắn. À, tất cả điện rất chắc chắn. Đây là cái bình đựng dầu thông minh.